Hello, chào cả nhà, nghe cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình đi về quốc lộ 50 cả nhà. Vô tình gặp tiệm bún riêu vịt, bún riêu cua đồng. Đó. Cái này nó không có địa chỉ cả nhà. Mình lấy địa chỉ ở bên cây xăng Petro cả nhà là 1594 ấp 4 xã Phong Phú huyện Bình Chánh cả nhà. Có gì cây xăng luôn. Cây xăng Quang Minh. Cây xăng Quang Minh hả? Cây xăng Quang Minh. Thôi em quay vô nhà xem em. Mời cả nhà vô vợ chồng mình nha. Ở đây chỉ có bán hủ tiếu vịt, hủ tiếu giò heo và bò viên lòng vịt rồi cả nhà, chả lụa. Và ở đây là rau muống, cốc chuối, giá rồi cả nhà. Ở đây là rau muống. Chị chủ ơi, cho em hỏi cái quán mình bán mấy giờ? Quán mình bán từ 4 giờ khuya. 4 giờ khuya? Dạ, tới mấy giờ? 4 giờ khuya cho đến 2 giờ, 3 giờ chiều. Dạ. Là hết rồi. Dạ, mình bán bao nhiêu một phần chị? Bán 25.000. 25.000 một phần là sao? Mình đầy đủ hay là sao ta? Đầy đủ luôn cũng 25 mà thêm đồ gì cũng 25. À, có 25.000 một phần dạ, à? Dạ, bình thường cũng 25. Chị cho em hỏi cái địa chỉ ở đây làm sao để người ta biết xuống ủng hộ chị ha? Hồi nãy là em đọc cái địa chỉ bên kia đối diện cây xăng đó, không biết phải không? Cái địa chỉ cái quán của địa chỉ đó bên đó đó là đối diện cây xăng Quang Minh phải không chị? Đúng rồi. Dạ, tại vì mình bán ở đây nên cô không có địa chỉ hả chị? Ở đây là có chả cá cả nhà, là chả lụa. Ủa có phèo nữa hả chị? Có sáng có chả cua rồi đầy đủ. À, phèo và giò heo rồi cả nhà. Rau thơm các loại cả nhà. Cho em hai tô uống vô thập cẩm đi. Mình bán gốc này lâu chưa chị? Mình bán là 7 năm. 7 năm gốc này hả? Ồ, em đi ngang sao không thấy ta? Đó ngồi bên đó, đó bên cái dự tuyển đó. À. Giờ dự tuyển cho người ta mướn nay năm mấy rồi. Dạ. Mới giờ qua, dạ, đây, qua đây. Mấy. Vì đó ngồi khoảng là 4 năm rồi. Dạ. Dạ. Cho em hai tô đi ha. Dạ. Dạ. Ủa mình ăn bún riêu rồi có chả cá nữa hả chị? Có thì em bỏ đầy đủ cho chị về. Chị nếu mà chị không muốn ăn cái đó thì chị ăn cái khác. À, chả cá và phèo đồ có đầy đủ hết. Có đầy đủ. Dạ. Nhưng mà cho em thêm cái này là cái gì nè? Cái đó là bún bò. Dạ, cái đó ngon lắm á chị, nó giòn lắm. Đúng rồi. Dạ. Một ngày mình bán ở đây được bao nhiêu ký bún chị ha? Một ngày em bán đây là được mười mấy ký. Dạ. Có mười mấy ký là ngày bình thường, còn nếu mà thứ bảy chủ nhật lên là phải hai mấy ký. Dạ. Một ký mình bán được bao nhiêu tô? Một ký là tùy theo chỗ, em bắt nhiều là chỉ được có 5 tô thôi. Bắt nhiều cho mấy anh tự hồ, đồ công nhân, đồ ăn đi làm. Dạ. Bắt nhiều. Dạ. Là chỉ được 5 tô, còn mấy chỗ khác thì ta bắt được 7 tô, 8 tô. Dạ. Ta bắt có nhúm bún mà. Dạ. Và em bắt nhiều. Dạ. Thôi chị bắt cho hai đứa em ít ít thôi. Dạ. Chỉ còn chỉ còn là sáng là em nấu được 2 giờ. À. Còn bún nè. Dạ đúng rồi. Đó là dịch tính đó là 2 giờ, 2, 3 giờ. 4 giờ khuya là chị có bán rồi. 4 giờ khuya là em bán rồi. Bán tới 2 giờ chiều. Đúng rồi. Dạ, bán sớm dữ hả chị? Tại mình ngồi ngoài đường này nè, cái người ta ăn đi làm rồi đó. Dạ. Dạ. Bán bún riêu đây mà dòm chị chủ đẹp quá thôi. Không có ai phụ chị á hả? Có ông xã em với con em mới về rồi. Dạ. Mình em làm đâu có trễ. Cái này giờ cao điểm là mấy giờ khách đông chị? Giờ cao điểm em là tầm 7 giờ cho đến 8 giờ rưỡi. 7 giờ sáng á hả? Dạ, tới 8 rưỡi. 8 rưỡi. Dạ. Dạ, là giấc chiều là tầm 2 giờ đến 3 giờ bắt đầu hết vô rồi. Dạ. Một bộ như thế là hết. Giờ này là gần 2 giờ rồi. Dạ. 2 giờ mấy là 3 giờ là em hết. Dạ. Cũng như là mình tầm chừng 2 giờ là mình, 2 tới 3 giờ là mình hết hả chị ha? Đúng rồi, đó là em còn như đó. Dạ. Mình chỉ bán có bún riêu thôi hả chị? Chị mà giá sáng em bán kèm hủ tiếu có 2 ký à. À. Em kèm hủ tiếu có mười mấy 20 tô à. Dạ. Mấy anh đổi món á. Dạ, mình chủ yếu là bún riêu thôi ha. Chủ yếu là bún riêu với canh bún. Dạ. Mẹ. Cho em mấy cái giò phanh đó ha. Bò viên nữa hả chị? Có luôn, đầy đủ hả chị? Như em ăn giò nữa là cái giá nhiêu? Cũng 25. Thôi vậy hả? Dạ. 24 được không? Được. Cái đó bỏ một tô thôi, chồng em không ăn cái đó. Dạ. Chỉ nói 20 thôi cũng được kìa.
chưa ăn là trả giá kỳ quá. Em ít thấy bún riêu có phèo quá. Ăn bỏ em cục giò nữa. Lấy cục giò ở trong cái nồi cho chị. À chị có bỏ chổng cho nóng rồi ha. Cho nó nóng cho hết á. Bình bún riêu vịt cũng 25 ngàn luôn hả chị? Mà em thấy topping nhiều nữa. Ủa em thêm cái cuốn mời đó có thêm tiền không? Không, không có tiền. Không luôn hả? Ủa chị bán gì đam mê hả chị? Em bán lời cũng bán cũng 3 kiếm lời chứ chị. Dạ. Đêm nó khuya mà lời ít chị ơi. Rồi cho em cái bàn, bàn này cũng được. Chỉ như mình lời ít mình nhờ số nhiều hả chị ha? Đúng rồi. Dạ. Chứ mình thức từ 4 giờ khuya tới giờ mà. Chị em hỏi đây đại nha chị. Đâu anh? Bạn nặng hả? Chị một tô vịt một tô heo hả? Giờ mình bỏ vô một miếng ớt xay đi, nhiều nhiều ha anh. Ừ. Hai muỗng nữa. À, hai muỗng. Giờ mình làm nước chấm nha. Hôm nay trời mưa quá trời luôn cả nhà ơi. Ở đây là có cái này là sa tế hả? Cho vô một miếng sa tế đi các bạn. Cho em xin miếng này nha. Hôm nay trời mưa quá cả nhà nên hai vợ chồng ghé cái quán bún riêu của chị này cả nhà. Bán tô bún riêu 25k nhưng mà mình thấy rất là ngon cả nhà. Ở trong đây là có một cục giò luôn. Dạ dạ. Ở trong đây là có một cục giò cả nhà. Và chả lụa. Và chả cá. Bò viên. Và đặc biệt ở đây có phèo nữa cả nhà. Mình chỉ bán bún riêu có phèo nữa. Và thịt nạc. Nhưng mà bây giờ mình đi trưa là ốc đã hết rồi cả nhà. Bên đây cũng vậy luôn hả? Cái tô bên đây cũng vậy nhưng mà mình thích ăn cái cuốn mời á cả nhà. Nên mình có kêu thêm, chỉ có bỏ thêm cuốn mời. Nhưng mà chỉ nói là không có lấy tiền. Đi ăn dầm mưa luôn cả nhà. Mấy như chục lọc luôn. Cái nhà không nhiêu cả nhà. Còn cái dưới hè. Bún riêu siêu ngon. Ăn đi mưa đùng 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 luôn hơn gặp có thể bún riêu về rồi che tấm bạc cả nhà gặp là cũng nhiêu đủ luôn. Cho anh miếng bún không? Em bỏ rồi anh. Đây nè. À. Mắm tôm. Đó, mắm tôm. Mà có con tôm đúng bài của nó chứ. Nặng cho ăn chưa? Rồi em nặng xong hết rồi đó. Chết mò đổ dơ rồi. Em lấy cái muỗng ớt phải không? Để bỏ bỏ miếng mắm tôm vô với ớt vô nó ngon cả nhà. Để đây. Mình mời cả nhà ăn với vợ chồng mình nha. Rồi. Mà cả nhà ăn uống riêu cả nhà. Uống riêu trời mưa luôn. Quá trời luôn hôm nay tính về. Mưa luôn cả nhà, mùa mưa lắm găm mà. Mưa lắm lớn đó. Nhưng mà nãy mưa lớn hai chồng bị bắt mưa nó lũi vô đây nè. Cái tiệm uống riêu này mình khó không có địa chỉ cả nhà. Từ ở Nguyễn Linh mà đổ về hướng chợ Phú Lạc á là gặp cây xăng cửa hàng xăng dầu Kim Quang. Địa chỉ là 1594 đối diện qua đối diện cái xăng đó là tiệm uống riêu ở đây. Là cây xăng nằm bên tay phải, tiệm này nằm bên tay trái. Nếu mà hướng từ Nguyễn Linh đi quốc lộ 50 đổ về chỗ của Lạc đó thì tiệm nằm bên tay trái đối diện luôn. Bún riêu em có phèo nữa cái nào? Ờ cũng riêu vịt. Ừ. Chỉ bán là 4 giờ sáng, chỉ bán tới 2-3 giờ chiều. 4 giờ sáng bán hả? 4 giờ khuya thôi.
4 giờ bia bán bình thường mà. Tức là bán quá sớm. À. Thường là từ 5 tới giờ mới mở bán thôi. 5 giờ. Không. Cái đường này người ta đi những người mà đi làm ăn mà đi mua bán cá mắm đâu mà đi vô hướng về chợ Bình Điền á. Dạ. Đi sớm lắm, như chợ tôm đường này lên xuống đường này nè. Bắt buộc là phải bán sớm. Chị bán một ngày cũng được cả trăm, thứ bảy chủ nhật thì được trăm mấy xô cả nhà. Chị mua chỗ một chỗ chị bán hơi chắc giả. Ừ. Mua quá trời đúng không nè? Bán bạc à? Ước mình ta chân luôn. Bánh riêu này ngon chứ. Không muốn riêu chị uống nước rất là ngon thế nè. Lần đầu tiên mình ngồi kia ngoài kia cặp lộ đường quốc lộ ăn luôn á trời. Cặp lộ. Cái nhà hâm mi lông ngàn một tô mà có nguyên một cục giò gì luôn cả nhà. Đang như trà đá như bí không? Rất dữ quá. Năm 5.000 cục hả? Hả? 25.000 cục hả? 25.000 một tô. Tính là cục dừa heo có 25.000 cục. Nhưng mà hả, có chả lụa, rồi có chả cá nữa cả nhà, rồi có phèo nữa. Nhưng mà chỉ bán 25k. Không biết cái mùa này làm sao rồi có dừa nhiều không? Khách cái mùa 5 tháng 5 nè. Không. Ờ. Không. Có mua nhiều những món cơm bắt buộc phải có. À. Đây nó bán nhiều đây nha. Ví dụ như ai ăn thức ăn vịt đó thì ăn nhiều vịt. Có nhiều vịt mà phải không? Dạ. Giá cũng vậy vậy. Cũng vậy luôn, 25k luôn. Em thích ăn cuốn mời. Nó giòn. Đó là thức thủ rồi. Thương không? Ở đây là Bình Chánh luôn hả anh? Bình Chánh. Không muốn Bình Chánh. Này nếu mà ấp 4 thì chắc gọi là xã Bình Hưng á. Thấy quên, huyện Bình Chánh. Xã Phong Phú. Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đúng rồi, ấp 4. Tưởng là Bình Hưng, Bình Chánh. Muốn điều chị nấu ngon cái nào cũng tận làng ngon. Sao chiếm 80 ngày đó? 46 mới tới 2 giờ là mệt muốn xỉu rồi. Giờ là 1 mấy rồi. Luôn. Hồi đang mưa là hết đường chạy luôn á. Mới xấu dùm mình bước nhịp luôn cả nhà. Lấy cái hàng gạo của người ta. Quán kỹ quá, đơn sơ, nhỏ nhắn lắm nhờ. Chỉ có 4 cái bàn thôi. Mình hiện tại là trời mưa chỉ có 4 bàn thôi. Nhưng mà chỉ thủ có đi 4 cái bàn ở ngoài nữa. Chắc mưa lớn có chạy qua cái xanh ngoài ăn luôn quá. Hai cái này dễ ha. Ừ. Bắn lòng, bắn mặt bằng ngoài đường nha. Mưa gió cũng thiệt thòi chị lắm luôn. Mà cũng là chị bắn dễ hè ha. Thân nắng còn đỡ thân mưa thôi là đủ hết luôn cả nhà. Không có nhà có dịch ngang đây cả nhà. Đi tập buổi sáng 5 giờ sáng 4-5 giờ sáng đi cho tới khoảng 2 giờ nha. Thì có dịp đi ngang đây cả nhà ghé ủng hộ luôn cả nhà. Quán thì bán đồ ăn này rất là ok ngon. Cảm nhận là quán giá 25.000 ra này là giá ok ngon. Nói chung cái tô bún riêu này to là quá rẻ. Quá rẻ. Này mua bán quá buôn bán ngoài đường nữa nè cả nhà.
mưa gió thì khác mưa nè, cực khổ lắm. Bởi vì cả nhà có dịp ngang ghé ủng hộ cô bác nghe giống mình vậy cả nhà, mình cũng đi cái mà gặp mưa là đuổi. Hồi nãy mình vô tình mưa lòng đúng lửa quá sang dọn đấy cũng yêu lửa luôn. Giờ chuyển đen ở trên nữa rồi kìa. Sao mưa quá ào quá ngưng ào quá ngưng không? Vừa đủ ít nổi cái ngưng. Muốn chơi này cái nước ngon quá. Nước súp ngon. Bước lang thang em từng vỉa hè. Thôi chồng mình hơi cao. Tôi hỏi đi đâu giờ, biết đi đâu giờ. Có ai cho đi, có chỗ cho mình đi theo chứ biết đi đâu giờ. Trời mưa nãy giờ đi đâu giờ. Tháng này bắt đầu bước vào tháng mưa rồi cả nhà. Bước ra là mưa. Áo ướt cái chạy đoạn cái áo khô. Áo khô phòng cái mưa tiếp, áo ướt tiếp. Ngon quá. Tính ra cái từ cái chỗ mà thôi mình đón thử. Theo mình tính ra cái nhà từ cái đoạn mà từ ngã tư mà Nguyễn Văn Linh với quốc lộ 50 cái nhà đổ giữa mà Gò Công á, chưa tới chỗ của đoạn đâu, chưa tới ngã tư đâu mất luôn. Theo mình đón khoảng chừng gần 2 cây số á, nằm bên tay phải, cái nằm bên tay trái. Đối diện là cây xăng Kim Quang. Chỉ cái xăng là 1594. Phải không? Dạ, đúng rồi. Mờ quá. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Rồi 594. Ấp 4 xã Phong Phú huyện Bình Chánh nha. Thì lấy địa chỉ cây xăng thôi. Đối diện bên trái á, là cái tiệm bún riêu của chị. Bán rất là ok, rất là ngon. Bán tới 2 giờ. Nhiều khi hết sớm, nhiều khi hết trễ. Nó thì cả nhà có dịp đi ngang cái tầm sáng tới cái khoảng giờ đó thì cả nhà ghé ủng hộ vô quán luôn á nha. Quán chỉ bán lề đường trang tóc bạc ở trên ngoài nhìn như màu xanh xanh tóc bạc, nhưng mà chỉ bán bún riêu là rất là ngon cả nhà, bình dân ngon cả nhà. Giá nói chung là bán giá lao động đó nha, bán giá rẻ dưới hè như mình ghé ăn vậy đó. Thì cả nhà có dịp thì ghé ngồi cái quán luôn. Thôi clip mình kết thúc ở đây, cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ mọi được kênh quán với hè, và đừng quên đăng ký cho kênh ẩm thực Hai Lúa.